đúng luôn, rõ không, rõ không, rõ không, đâu vậy? Bóp đã. Bự ghê chứ. Cá nha nè. Một cái nha nè. Rồi mới hạ được cò lép nha anh em. Ê kìa kìa kìa. Thế à, thế à. Bếp. Một. Một viên rồi, chết luôn. Bẹp. Bẹp nha anh em. Ê nó bò lên bờ kìa, nhanh 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 chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Xuống đây nữa. Đây nữa. Đó đây nè, dưới nữa. Đó. Dưới cây chuối đó, dầm vô. Đó đó. Rồi. Ai biết thấy đen đen tưởng đâu con gò kiến chạy xuống đó. Bây giờ mình bẹp. Chết reo luôn, máu nghe không rồi. Ừ đẹp nha Nam. Thấy không đó, nó kiểu đó nhận đồ ảnh mình thấy đẹp nha Nam, quả lắm mày bay rồi đó. Bay rồi, có kiến nó bay rồi. Bùi tỏ à. Bẹt nha Nam. Có. Con gõ kiến nãy mới bự. Trời bá, con gõ kiến bự. Tại ngõ kiến mới chết mềm mềm. Là nãy chưa thấy nó đâu. Ừ. Ừ. Một cú dằn nha Nam.
Tốc luôn nha nè, để năm bơi. Vai, chú xuống này lượm giờ mấy? Con cu. Mấy kinh nè. Hèo vô đấy nó cứ chạy ra không cho nó viên nữa mình không chết này nè, cái này đó sập dưới nước đó. Anh cắn luôn hả? Con đó ba viên đó, gặp lần con kia bay với mấy anh kia thấy không? Không chết luôn, dữ thiệt. Tưởng đâu chết chứ. Ê, thu tiếp nhau người. Cái bà gan luôn. Rồi xong. Rớt phước rớt nhà rớt thua. Nè đây, ba anh em mình đi được nhiêu đây nha cả nhà. Mình biệp cò lép, mấy cù vàng, trảo trảo với được con bố cá. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha. Chào tạm biệt cả nhà. Qua. Wow.